cũng như là một cái sự hào hoa của mình. Xử lý lông á thì Sky thấy cái này nó cũng tùy quan điểm của mỗi người đúng không? Lông nhiều, lông ít thì các bạn làm cho Sky là mỗi cái là 3 lần, mỗi lần chúng ta làm 12 rep thôi. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh vlog của cô Sky. Và không biết là có bạn nào đang và đã từng hẹn hò chưa? Thì Sky thì chưa đâu, nhưng mà Sky luôn sẵn sàng trong cái tình huống là hẹn hò với crush nếu như mà Sky có đối tượng nha. Ok, mau quẹt Tinder đi mọi người ơi, giỡn thôi nha. Ok, vậy thì cái chủ đề ngày hôm nay Sky làm đó chính là 5 bước để giúp cho một gymmer chuẩn bị trước cái buổi hẹn hò. Sky làm chủ đề này dành riêng cho những cái bạn tập gym, bởi vì Sky cũng từng có cái kinh nghiệm trong cái việc hẹn hò, mà nó là những cái kinh nghiệm rất là xương máu mọi người ơi, từ cái chuyện buồn vui cho đến những cái chuyện là dở khóc dở cười mà ta nói hả, quê ơi là quê luôn. Thì Sky thấy rằng những cái bạn tập gym á thường rất là chăm chút về ngoại hình luôn, ngay cả Sky cũng thế. Cho nên là cái tập vlog này thì Sky sẽ truyền đạt cái kinh nghiệm này, cũng như là giúp cho các bạn tự tin hơn nè, giúp cho các bạn tạo được cái ấn tượng tốt với crush, với cái người mà các bạn sẽ hẹn hò vào buổi hôm đó. Ngoài ra nha, Sky còn chia sẻ những cái tips để mà giúp cho các bạn tránh được những cái tình huống mà khiến cho chúng ta quê sẻ luôn đó. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu tập vlog này thôi, let's go. Điều đầu tiên là có nên tập trước buổi hẹn hò không ta? Sky nghĩ là có đó. Chúng ta sẽ tập những cái bài khởi động để mà giúp thâm cơ, giúp mà cơ bắp của bạn phồng hơn, để mà mặc đồ đẹp hơn nha. Sky nghĩ rằng có hai bài tập cực kỳ tốt cho những cái bạn nam á, để mà các bạn có thể tập, đó chính là bài push up và bài tricep dip. Thì hai cái bài tập này vừa giúp bơm phồng cái phần ngực nè, rồi cả vai lẫn tay sau của các bạn nữa, giúp cho các bạn tự tin hơn với cái cơ thể của mình. Thì các bạn có thể luyện tập mà không cần dùng tạ đâu mọi người ơi. Chúng ta có thể sử dụng cái giường của mình nè, các bạn push up cho Sky xong rồi các bạn làm tricep dip. Thì các bạn làm cho Sky là mỗi cái là 3 lần, mỗi lần chúng ta làm 12 rep thôi. Đó, hai cái bài cực kỳ đơn giản luôn. Vậy thì cái thời lượng buổi tập á, các bạn chỉ cần dành ra 10-15 phút cho Sky là được rồi nha, đừng có tập quá nhiều. Sky có cái quan điểm là trước buổi hẹn hò á, Sky thường không có tập nặng quá, bởi vì Sky muốn dành sức cho việc hẹn hò. Sức gì thì các bạn tự biết nha, nhưng mà một buổi hẹn hò buổi tối đó thì Sky sẽ tập thật là nhẹ nhàng nhất có thể thôi. Sky không có tập nặng quá, bởi vì nếu mà thay tập nặng quá thì thường Sky khá là mệt, và Sky cũng không còn sức để Sky đi gặp ai hết trơn hết á. Cho nên là Sky nghĩ rằng thời gian 10 phút là đủ, và chúng ta chỉ cần tập những bài body weight để mà bơm cơ thôi nha. Cho nên là đầu tiên là chúng ta nên bơm cơ tí xíu trước cái buổi hẹn hò cho Sky. Bước thứ hai đó chính là chúng ta sẽ xử lý mùi cơ thể cũng như là mùi của cậu nhỏ. Ok, cái này sao ta? Thì Sky thấy là những cái quảng cáo hoặc là những cái bài báo thường quy chụp những cái mùi cơ thể là một cái mùi rất là khó chịu và gây cho đối phương cái cảm giác là họ không thích. Nhưng mà với Sky nghĩ rằng á, mỗi người sẽ có một cái mùi riêng, và đôi khi mùi cơ thể là một cái điểm rất là thu hút đối phương, thu hút cái đối tượng để mà giao phối gì đấy. Cái đó là Sky đọc sách nha mọi người ơi. Sky nghĩ rằng cái mùi cơ thể là một cái mùi đặc trưng của mỗi người, một cái signature luôn đó, khiến cho người ta đặc biệt hơn. Cho nên là chúng ta sẽ làm những cái cách sau để mà chúng ta sẽ gọi là làm dịu cái mùi đó đi, hoặc là chúng ta sẽ khiến cho chúng ta tỏa hương thơm ngát hơn bằng những cái cách này nha, các bạn áp dụng cho Sky. Vậy thì mùi nào thì mùi á, với Sky thì Sky chỉ cần giữ sạch sẽ thôi. Sky nghĩ là đó là cái điều mà giúp cho các bạn tự tin nhất. Vậy thì đối với cái da body á, da lưng á, này nọ, thì Sky sẽ dùng kem tẩy tế bào chết. Thì khi mà mình xoa những cái kem tẩy tế bào chết thì nó có cái tinh chất nó sẽ giúp cho da của các bạn mịn hơn nè, chúng ta sẽ loại bỏ đi những cái tế bào chết trên da, giúp cho da của chúng ta sáng bóng hơn. Ngoài ra nha, nếu mà bạn nào mà bị mụn lưng á, thì các bạn có thể sử dụng cái miếng bao tay chà cái lưng của mình. Sky dùng nè, khi mà dùng xong nha, lưng hết mụn luôn đó mọi người, và da của Sky rất là trơn láng, rất là mịn màng, nên là Sky cảm thấy rất là tự tin. Thì điều đầu tiên là các bạn có thể sử dụng cái kem tẩy tế bào chết nha. Còn nữa nè, vậy thì đối với những cái vùng kín, với những cái vùng như là nách nè, những cái vùng mà có lông nhiều á, thì vùng ở dưới thì không biết là các bạn vệ sinh như thế nào, thì Sky đã từng chỉ cho mọi người cái cách là chúng ta sẽ dùng dung dịch vệ sinh nam đúng không? Thì ngoài sử dụng dung dịch vệ sinh nam ra thì các bạn cứ dùng sữa tắm thôi, nhưng mà các bạn chỉ cần kỳ rửa thật là kỹ, cũng như là tỉa tót làm sao để mà đừng có rừng rậm tùm quá, kiểu như là không thấy gì luôn đó mọi người. Thì cái này là tùy gu mỗi người thôi nha, nhưng mà cứ sạch sẽ, Sky nghĩ là đó là một cái
điểm rất là mạnh để mà giúp chúng ta tự tin hơn. À, nhắc đến cái việc mà xử lý lông á, thì Sky thấy cái này nó cũng tùy quan điểm của mỗi người đúng không? À, lông nhiều, lông ít thì với Sky á, thì Sky sẽ tỉa gọn gàng thôi. Và những cái vùng kín hơn, ví dụ như vùng bikini á, thì Sky sẽ dùng kem tẩy lông. Cái này thì chia sẻ mọi người tí xíu thôi, là các bạn có thể sử dụng cái hãng này nè, hoặc là một vài hãng các bạn có thể mua ở Pharmacity, những cái nhà thuốc siêu thị đều có nha. Thì những cái loại kem tẩy lông này á, cái mục đích của nó là các bạn sẽ bôi lên cái nền da và nó sẽ kéo theo những cái lông đi theo, nó chỉ cắt ở phần trên thôi, cho nên nó sẽ vẫn mọc ra nha. Các bạn bôi lên tầm 5-6 phút xong các bạn lấy cái khăn giấy các bạn đi một đường là nó sẽ hết sạch ra luôn. Chúng ta sẽ chọn quần lót cho cậu bé của chúng ta. Thì cái này thì Sky đã từng làm một cái tập vlog rồi, nhưng mà đối với những cái bạn nam mà hẹn hò thì Sky sẽ chia sẻ cái tip của Sky nha. Thì không biết là khi mà đi hẹn hò thì các bạn sẽ mặc quần lót là cái gì? Thì đối với Sky á, cái quần lót mà giúp Sky thoải mái cũng như là tự tin nó chính là boxer briefs. Thì cái loại này thì Sky đã nói rất là kỹ ở cái tập vlog này, thì các bạn xem cho Sky nha. Sky sẽ chia sẻ thêm ở cái điều này nè. Nhiều bạn là chọn đi hẹn hò thì sẽ mặc cái gì sexy hơn chẳng hạn, thì ví dụ như là ok quần tam giác nè, không nói ha, jock strap hay là thong, những cái loại dây á mọi người, thì ok Sky đồng ý luôn. Nhưng mà đúng là di chuyển nó sẽ hơi bị ngứa đúng không, nó hơi bị khó chịu. Nhưng mà đối với boxer briefs á, thì các bạn sẽ rất là dễ dàng di chuyển và nó nâng đỡ cậu bé của chúng ta cũng như là định hình được cái shape mông của bạn nữa. Ngoài ra thì boxer briefs nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều, không cảm giác bị ngứa, bị khó chịu. Đây là cái cảm giác của Sky thôi nha. Sky chia sẻ với mọi người thôi. Thì thường Sky sẽ lựa những cái loại tối màu đen hoặc là màu xám để mà Sky mặc, thun co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi tốt. Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn một cái loại mỏng thôi để mà giúp cho các bạn mặc cái quần ngoài, nếu mà nó có giày thì các bạn cũng không bị bí, không bị gây mùi cậu bé. Chọn một cái chiếc quần trong tốt đó, nó là một cái người bạn của các bạn luôn đó, nó sẽ giúp cho các bạn cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều, đặc biệt là không bị để cái cậu bé nó quá là lỏng lẻo hoặc là nó quá là chật. Cho nên là các bạn có thể lưu ý cái tip này của Sky nha. Ok, bước thứ tư đó chính là chọn trang phục. Thì cái này là cũng tùy gu của mỗi người ha, nhưng mà đối với những cái bạn streamer thì Sky có những cái tip sau đây. Thì trang phục giúp cho các bạn đẹp hơn đúng không, tạo ấn tượng đối với đối phương. Thì Sky theo một cái phong cách là basic thôi. Sky sẽ lựa chọn những cái trang phục trơn màu nè, màu trơn đúng không, trang phục trơn nó nói chung là không có họa tiết nhiều, và những cái màu basic ví dụ như là trắng đen xám gì đấy. Và Sky có một cái quan điểm là Sky muốn tôn lên cái sự khỏe khoắn, cái nét đẹp cơ bắp của mình tập luyện, cho nên là Sky sẽ chọn những cái đồ nó sẽ ôm với mình, những cái áo thun ôm vừa thôi nha, không có ôm bó sát lắm đâu. Ngoài ra thì nếu như mà Sky muốn mặc layer thì Sky sẽ chọn những cái áo flannel, những cái áo khoác lên để giúp cho mình đẹp trai hơn cũng như là tự tin năng động hơn đó. Thì Sky sẽ lựa chọn cái phong cách như vậy. Thì chia sẻ với các bạn một xíu là Sky cũng đã từng thử nghiệm những cái phong cách thời trang khác nhau. Hồi lúc trước thì Sky mặc những cái áo basic tee rất là rộng nè, rồi Sky mặc rất là nhiều loại. Nhưng mà Sky nhận ra một điều á, là cái trang phục á, nó thể hiện cái cá tính của mình, nó thể hiện cái tính cách của mình. Ngoài ra nó giúp cho mình cảm thấy đẹp hơn và tự tin hơn. Chính vì thế á, Sky sẽ lựa những cái trang phục mà giúp cho Sky cảm thấy thoải mái nhất và cảm thấy mình show được những cái ưu điểm của mình về cái body của mình. Chính vì thế thì Sky đã định hình lại được cái phong cách của mình như hiện tại. Ok, bước cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ lựa chọn mùi hương phù hợp. Thì các bạn cũng biết là chúng ta có một cái mùi cơ thể nè, và khi mà chúng ta xài một cái loại mùi nước hoa nào đấy thì hai cái hòa trộn với nhau tạo ra thành một cái mùi hương rất là đặc trưng, là chỉ có chúng ta có thôi. Thì Sky sẽ chia sẻ với các bạn một vài những cái chai nước hoa mà Sky hay dùng nha. Cái này là Sky chia sẻ bằng cảm nhận cá nhân của Sky thôi, nó là một cái bước thôi, chứ Sky cũng không có thật sự là rành nước hoa đâu. Thì Sky sẽ chia sẻ theo cái mùi hương mà Sky hay sử dụng nhất. Đầu tiên nó chính là cái chai Chio này nè. Cái này thì chắc là nhiều bạn đã biết về cái chai này rồi. Đây là một cái chai rất là signature của cái dòng Chio mà cho nam luôn. Đây là một cái loại chai nước hoa unisex, nam và nữ đều dùng được. Thì Sky cảm thấy là cái mùi này nó rất là mát và nó thể hiện được cái sự nam tính nè, cũng như là một cái sự hào hoa của mình. Thì Sky thường dùng cái chai này khi mà Sky hẹn hò ngoài trời, lái xe
chở người đó đi chẳng hạn đi, hoặc là đi ngoài trời, đi những cái hoạt động ngoài trời, thì Sky thường dùng cái chai này bởi vì cái mùi này nó tỏa ra một cái hương nó rất là mạnh nhưng mà nó không bị gắt, và nó cảm thấy rất là mát mẻ, cảm thấy rất là dễ chịu, khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái hơn và khiến cho mình cảm thấy dễ bắt chuyện hơn. Thì đây là một cái mùi mà Sky cực kỳ hay dùng. Đây, Sky còn có một ít nữa thôi à, là hết chai rồi đó mọi người ơi, chắc chắn là phải mua một chai khác thôi. Rồi thì cái mùi nước hoa thứ hai mà Sky hay dùng đó chính là collection thứ hai của cái thương hiệu Việt Nam Mora. Thì đây là một cái hãng nước hoa ở Việt Nam mà được các bạn lựa chọn rất là nhiều luôn, và Sky cũng đã dùng một cái chai này. Đây là cái mùi gỗ kết hợp với xạ hương, một cái mùi mà nó cũng rất là nhiều người dùng luôn đó mọi người. Cái mùi này thì Sky cảm thấy là Sky rất là thích hợp để mà đi ăn những cái quán nhẹ nhẹ này, đi uống cà phê hoặc là đi shopping. Sky cảm thấy cái mùi này nó tạo được cái sự dễ chịu gần gũi, kiểu như là nó vẫn rất là đàn ông, nó không có quá gắt như là cái chai, nó không thực sự là nó mạnh như là cái chai Dior, nhưng mà nó tỏa ra một cái mùi hương dễ chịu nè, nó làm cho đối phương cảm thấy thoải mái hơn khi mà đi với mình, và mình cảm thấy dễ bắt chuyện hơn. Thì Sky khá là thích cái mùi này, thì Sky rất là hay xịt vào những cái lần mà Sky đi chơi shopping này nọ. Một cái mùi mà Sky cũng mới mua có vài tháng thôi mà cũng gần hết nửa chai rồi. Đây là một cái mùi mà các bạn nên thử nha. Rồi còn đây là hai cái chai Tom Ford mà Sky vẫn hay dùng. Thì Sky có tổng cộng là 4 chai nước hoa thôi. Sky sẽ nói về cái truyền thuyết của cái chai này nha. Cái chai Tom Ford này thì nó, cái mùi của nó rất là đàn ông và nó cực kỳ đào hoa luôn. Kể như là nó gồm một tổ hợp rất là nhiều hương mà Sky đã từng đọc rồi mà Sky khá là khó nhớ. Thì cái chai này mùi khá là mạnh và rất là thích hợp để mà các bạn đi uống. Đi uống cocktail nè, đi bar, đi gặp đối phương, thì cái chai này tạo nên một cái sự rất là sexy và cực kỳ nam tính luôn. Cái chai này thì người yêu cũ của Sky tặng Sky, và mỗi lần mà Sky đi đâu thì Sky thường nhớ lại những cái chuyện hẹn hò năm xưa, thì nó cũng vui thôi. Bây giờ mình nhớ lại những cái ký ức năm xưa thì nó vẫn vui thôi, nhưng mà cái chai này với cái mùi này nó tạo cho mình một cái câu chuyện là kiểu như là mình muốn hẹn hò với ai mà kiểu đi uống này nọ, thì mình có thể dùng cái chai này để mà mình có thể thể hiện được cái sự sexy, cái sự nam tính của mình, cũng như là gây đối tượng tốt cho đối phương. Đây là một cái mùi mà các bạn cũng nên thử nha. Và cái chai cuối cùng này á, thì Sky thấy là Sky khá là ít dùng, nhưng mà những cái sự kiện đặc biệt hơn thì Sky sẽ dùng nó. Cái mùi mà nó tỏa ra là một cái mùi rất là đậm, nó rất là ấm, nó có một cái mùi trầm trầm của sô-cô-la và thêm với đó là cái mùi gỗ nữa. Và cái mùi này á, Sky rất là dùng. Cái mùi này thì và cái chai nước hoa này thì Sky rất là hay dùng trong những cái dịp như là đi coi hòa nhạc nè, đi uống, đi bar, Sky cũng dùng cái mùi này. Đặc biệt là những cái sự kiện nó trang trọng hơn, nó lịch sự hơn, nó lịch lãm gì đấy, thì Sky sẽ dùng cái mùi này rất là gentleman, kiểu mình là một quý ông. Kiểu như là nhờ cái mùi này thì mình cảm thấy tự tin hơn, nó khiến cho mình có cái cảm giác đấy. Cho nên Sky cảm thấy là Sky rất là thích nước hoa, bởi vì mỗi chai nước hoa nó làm cho mình trở thành một cái nhân cách, một cái tính cách khác nhau. Nó khiến cho những cái tính cách đó trong mình nó trỗi dậy và nó chiếm hữu toàn bộ cái con người mình trong cái thời điểm đấy. Cho nên là xài nước hoa nó cũng là một cái điều rất là hay ha. Các bạn có thể xem thêm những cái review nước hoa của những cái bạn khác, thì Sky thì chia sẻ cái cảm nhận cá nhân của Sky thôi. Rồi, vậy là chúng ta đã qua 5 bước để giúp cho các bạn nam hẹn hò với đối phương của mình tốt hơn, tự tin hơn nha. Và Sky hy vọng rằng những cái điều mà Sky chia sẻ các bạn sẽ áp dụng cho mình, cũng như là các bạn có góp ý gì các bạn cứ comment cho Sky nha. Và chúc cho các bạn là kiếm được crush, là kiếm được cái người mà các bạn gọi là thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, để mà một cái cuộc hẹn hò diễn ra suôn sẻ, cũng như là các bạn có thể đi tới đâu thì tới ha. Ok, cũng mong là Sky cũng kiếm được cái người đấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi hết cái tập vlog này. Và chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những cái chủ đề tập luyện tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.